Xin chào quý các bạn, trên hình các bạn thì thấy đây chọn bộ linh kiện của Samsung Galaxy Tab A T285 đã có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy Tab A T285 cần một địa chỉ thay mới, sửa khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy Tab A T285, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99, di động cao cấp.vn hiện nhận sửa tất cả các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy Tab A T285. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy Tab A T285 cần một địa chỉ thay mới, sửa khắc phục các lỗi sự cố, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99, di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện phụ quá trình sửa chữa T285. Các lỗi phần cứng trên Samsung Galaxy T285 như hỏng main, lỗi camera, máy ảnh, loa, mic, rung, chuông, màn hình, pin, khay SIM, thẻ nhớ đều đã có linh kiện thay mới tại di động cao cấp.vn. Đối với những lỗi liên quan phần mềm, treo logo, mất bút, mất email, không có tin nhắn, tiếng Việt, không có CF Play cũng đều đã có file chạy sẵn tại di động cao cấp.vn. Phụ quá trình thay mới, sửa chữa thì các bạn khi cần thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa Samsung Galaxy Tab A T285 tại di động cao cấp.vn.